Sáng nay có một người tập thể dục phát hiện dưới dốc núi có một thi thể. Sếp Rô, xem thử nạn nhân là ai. Là Quách Phú Quang. Không có kết thúc tốt, chết không toàn mạng. Lần trước tôi cũng nói là rất ma quái. Không tin cũng không được. Cô gái Thiên Nhạn nói ông ta gặp nạn, đúng là linh nghiệm rồi. Bên cảnh sát chết phát hiện số tiền mặt rất lớn, tổng cộng là 88 ngàn. Số tiền không bị mất, khẳng định không phải là ăn cướp của. Rất có thể là trượt chân té xuống, đầu đập vào đá, không được cứu nên chết. Nguyên nhân cái chết phải khám nghiệm mới biết được. Đây không phải là hiện trường đầu tiên. Cỏ bên dốc núi bị ngã rạp, lại theo một hướng từ trên đó đi xuống. Tôi đoán là nạn nhân bị lăn từ trên sườn núi xuống. Madam, chúng ta lên đó coi thử đi. 23.9. Căn cứ theo biểu hiện của nhiệt độ gan và các chấm trên cơ thể, nạn nhân chết chưa tới 5 giờ đồng hồ. Sau đầu có nhiều chỗ bị thương khiến bị xuất huyết với lượng lớn. Nhiều vết thương sâu tới mức thấy xương, tôi đoán là bị vật cứng đập vào không chỉ một lần. Sếp Rô, hòn đá dính máu anh đang cầm trên tay có lẽ là hung khí dùng để tấn công nạn nhân. Chắc là không sai chứ? Không sai. Sếp Rô nói rất đúng, phần lưng của nạn nhân có rất nhiều vết thương nằm ngang, chắc là do lăn từ trên dốc núi xuống tạo thành. Lần phía trước tôi coi thử. Kỳ lạ thật, phía trước hoàn toàn không có vết thương. Sao rồi Win? Nghe rõ, ok. Sếp Rô, Win có phát hiện ở trên núi. Madam, phát hiện được cái túi sách này ở gần đây. Trên túi có thêm 3 chữ cái tiếng Anh. KFW. Chắc là Quách Phú Hoa. Bên trong có một cái xẻng. Cái xẻng còn mới, chắc chưa dùng qua. Sếp Rô, tôi đã kiểm tra, quanh đây không có dấu vết ẩu đả. Có điều bên kia cỏ bị ngã rạp, chắc là nạn nhân đã bị lăn xuống núi từ bên đó. Có nghĩa đây mới là hiện trường đầu tiên của vụ án. Madam, ở con đường phía trước chúng tôi phát hiện một chiếc xe. Đã kiểm tra số xe, là của Quách Phú Hoa. Quách Phú Hoa, trời chưa sáng đã một mình lái xe tới đây, trong người đem theo 88 ngàn, còn đem theo cái xẻng. Ông ta định làm gì? Bà Quách, cho hỏi lần cuối cùng bà gặp chồng bà là vào lúc nào? Tối qua anh đi tiếp khách, rất khuya mới trở về. Sau đó anh vội vàng thay quần áo đi ra ngoài. Lúc đó là khoảng 4 giờ hơn. Bà có biết ông ấy đi đâu không? Ảnh lên núi trong sinh cơ. Chồng tôi lâu nay đều rất tin tưởng phong thủy. Trước đây có một cô gái Thiên Nhãn nói ảnh sắp gặp nạn, không có kết thúc tốt, cho nên ảnh đi tìm cư sĩ Quang Minh cầu cứu. Cư sĩ kêu ảnh lên núi đào một cái hố, chôn một khoản tiền. Vậy tối qua bà luôn ở trong nhà sao? Tôi sắp muốn đi chung với ảnh, nhưng tối qua đột nhiên tôi bị đau dạ dày và đau bụng. Chỉ 3 người làm đã nấu nồi cháo cho tôi ăn và dìu tôi đi toilet cả đêm luôn, tới lúc gần sáng mới ngủ được. Lẽ ra dù có chịu thế nào tôi cũng nên đi với ảnh chứ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này đâu. Bà Quách, tôi muốn hỏi ngoài bà ra còn ai biết chồng bà lên núi trồng sinh cơ không? Chắc là không có, bởi vì đây là bí mật. Phu nhân, thầy Kim tới rồi. Bà Quách à, tôi vừa nhận được tin, xin bà bớt đau buồn. Cảm ơn thầy Kim đã quan tâm. Phải rồi bà Quách, nếu bà cần tôi giúp tìm nơi chôn cất, xin bà cứ nói. Phong thủy tốt có lợi cho con cháu sau này, tốt cho hậu thế nữa. Bây giờ có làm gì cũng vô ích thôi, chồng tôi không còn nữa. Bà có cần nghỉ ngơi một chút, uống ly nước không? Không cần đâu, hai người cứ hỏi đi, tôi cũng muốn trợ giúp các người phá án mà. Này mọi người tránh ra chút đi. Ê, con gái Thiên Nhãn ở đâu kìa? Con gái Thiên Nhãn. Đúng rồi, là cô đó. Được rồi, mọi người có gì muốn hỏi vậy? Cô gái Thiên Nhãn, cô hay thật đó. Làm sao cô biết được Quách Phú Hoa sẽ chết không toàn mạng? Tôi đã nói nhiều lần rồi, cô gái Thiên Nhãn dùng thiên nhãn của cổ có thể thấy được tương lai, là người hay ma, nhìn qua là biết ngay thôi. Phải đó, cô gái Thiên Nhãn đúng là rất linh nghiệm. Nói gì là trúng đó, làm sao mà không phục được. Đúng là Bồ Tát tái sinh, như là tái thế. Phải đó. Giúp người khốn khó là sứ mạng của cô gái Thiên Nhãn. Có thể nói cô ấy phước đức mênh mông đó. Cư sĩ Quang Minh à, ông nói cô gái Thiên Nhãn đoán hay như vậy, tại sao ông không cứu được Quách Phú Hoa? Cô gái Thiên Nhãn trên hiểu thiên văn,
dưới rành địa lý. Bấm tay để đoán, biết được Quách Phú Hoa đại nạn sắp tới. Thật ra là số mệnh, nhưng trời cao cũng có đức hiếu sinh, mình cố gắng hết sức giúp ông ta giải trừ kiếp nạn. Nhưng mà đáng tiếc, sinh cơ của ông ta chưa trồng thì đã về trời rồi. Đó gọi là ác nghiệp khó tránh, nhân kiếp trước quả kiếp này, ý trời khó. Bên trái cổ nạn nhân có một vết bầm, là vết cắn, cũng chính là gà kali, người Đài Loan gọi là trồng dâu tây. Trên vết bầm có lớp nhũ, có lẽ là một dạng son môi, chắc là do phụ nữ để lại, có lẽ có nước bọt. Tôi sẽ giao cho bên pháp chứng xét nghiệm DNA. Vùng lưng của nạn nhân có rất nhiều vết thương, chắc là lăn từ độ cao xuống tạo ra vết thương này, da đập vào đá hoặc là cây rừng gì đó. Nhưng tôi phát hiện phía trước của thi thể không có vết thương nào cả. Cậu nghĩ ra nguyên nhân gì không? Rất có khả năng là nạn nhân trượt chân té xuống, lưng đập xuống đất, sau đó cả người theo đó cũng bị trượt xuống sườn núi. Vì vậy chỉ có phần lưng mới có vết thương. Ý kiến hay đó, nhưng tôi cho cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời lần nữa. Cậu nhìn kỹ đi, vết thương của vùng lưng toàn bộ đều là nằm ngang. Phải ha, nếu cả người trượt thẳng xuống núi thì vết thương sẽ nằm dọc chứ không phải nằm ngang. Rốt cuộc là thế nào? Là nằm ngang lăn xuống núi. Nhưng nếu nạn nhân lăn xuống như vậy, không lý nào phía trước lại không bị thương, trừ phi là nạn nhân ôm một cái gối hay là vật gì đó rồi lăn xuống dưới. Nè, cũng giống như lái xe vậy, có túi khí bảo vệ ở phía trước nên phía trước không bị thương. Người chết ôm một người khác rồi lăn xuống. Cậu để ý đi, vùng đầu của anh ta có rất nhiều vết thương, khẳng định là anh ta bị một vật cứng đánh vào đầu rất nhiều lần. Nếu theo cậu suy đoán, cậu nghĩ là nạn nhân có thể là đã đụng vào hòn đá mà chúng ta đã tìm thấy tại hiện trường, sau đó bị văng ra, sau đó lại đụng vào đá thêm một lần nữa, hoặc là nhiều lần nữa, đúng không? Nếu như nạn nhân sau khi lăn xuống núi bị đập trúng hòn đá đó, thì phải chỉ một lần đụng trúng rồi lăn ra xa, không thể thêm một lần hoặc là nhiều lần. Đây là hòn đá, còn đây là đầu nạn nhân. Nếu nạn nhân đụng trúng hòn đá, sau đó văng ra rồi đụng trúng hòn đá thêm lần nữa, thì phương hướng của hai vết thương phải giống nhau. Nhưng ở đây, những vết thương trên đầu của nạn nhân, tất cả phương hướng đều khác nhau. Như vậy có thể loại trừ khả năng anh ta đụng trúng hòn đá đó một lần nữa, mà là bị người ta cầm hòn đá liên tiếp đập vào đầu cho tới chết. Cho nên, cái chết của Quách Phú Hoa tuyệt đối không phải là tai nạn, mà là bị giết. Không chỉ là bị giết, mà còn cố ý mưu sát. Hòn đá được tìm thấy tại hiện trường này, bên trên ngoài máu của nạn nhân ra, tôi còn phát hiện ra một lượng lớn vết máu không thuộc về nạn nhân. Có nghĩa là tại hiện trường vụ án còn có một người khác nữa. Cho dù là còn một người khác, cũng có khả năng là ngộ sát. Tại sao sếp Pro lại khẳng định là mưu sát chứ? Bởi vì trên hòn đá ngoài máu của nạn nhân ra không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Thậm chí trên người của nạn nhân tại hiện trường vụ án đều không phát hiện ra dấu vân tay của người nào khác. Nghĩa là người này đã có ý định mưu sát, đeo găng tay, cầm hòn đá tấn công nạn nhân. Đây tuyệt đối là vụ giết người có âm mưu từ trước. Có khi hung thủ cầm hòn đá lên bị hòn đá cắt đứt tay nên đã để lại vết máu. Trên hòn đá còn có phát hiện gì khác không? Trên hòn đá có một loại vi khuẩn gọi là nấm sợi màu Nematicus fungi. Ngoài ra còn có nấm sợi màu Fonseca porosoi. Hai loại vi khuẩn này tồn tại trong bùn đất và liêu xanh cũng rất thường gặp. Nhưng máu tồn tại trong bùn đất là rất kỳ lạ. Đây, hôm chúng ta tìm chứng cứ hòn đá nằm như vậy, hòn đá này nằm trên đất, nạn nhân đụng trúng hòn đá này nên trên hòn đá có dính máu. Chúng ta xem đây là hòn đá. Mặt dưới của hòn đá nằm trên đất nên dính bùn đất, mặt trên hướng lên trời cho nên sinh ra rêu. Giả sử đầu của nạn nhân đập vào hòn đá này, đúng lý máu phải dính vào phần mọc rêu xanh. Nhưng ở đây dính máu lại ở phần dính bùn đất. Đúng vậy, có nghĩa là nạn nhân không phải tự đập đầu vào đá, mà là có người cầm hòn đá lên tấn công nạn nhân, cho nên máu mới dính ở phần có bùn đất. Sau khi tấn công nạn nhân xong, hắn muốn dàn cảnh một vụ tai nạn nên đem hòn đá để ở bên cạnh nạn nhân. Nhưng hắn quên là hòn đá có hai phần trên dưới. Đây gọi là sơ suất không thể ngờ. Vì nghĩa là kẻ làm chuyện xấu đó vì sơ suất để lại manh mối, phải không? Ý, đây có phải là ý trời mà người Trung Quốc thường hay nói không? Cô đó lại nói là người Trung Quốc nữa. Sorry. Sorry lại là tiếng Anh. Nè, không phải tôi nên nói sorry với anh nói sao? Nói tiếng Hoa, nói tiếng Hoa. Tôi nói rồi, tôi tính nói sorry đó. Tôi nghĩ hay là chúng ta đi làm báo cáo, cô đồng ý không? Đồng ý.
Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.